Chiều ngày 7 tháng 8, Công an tỉnh Ninh Bình đã có thông tin về vụ một người phụ nữ bị truy sát, chém trọng thương tại một nhà nghỉ tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn. Điều đáng nói, hung thủ Nguyễn Văn Đồng, người gây ra vụ án đang bị truy nã toàn quốc từ năm 2008 về tội giết người, lại gây án chém bạn gái trong nhà nghỉ tại tỉnh Ninh Bình. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm dao chém liên tiếp vào vùng lưng và đầu của một người phụ nữ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn. Qua camera an ninh ghi lại cho thấy, khi thấy nạn nhân nằm bất động trên vũng máu, nghi phạm mới vứt dao lại hiện trường rồi bỏ đi. Sau đó, người phụ nữ mới được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nghi phạm gây án. Đến 1 giờ 30 ngày 7 tháng 8, nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẫn trốn ở khu vực bờ đê sông Vạc, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, cách hiện trường gây án khoảng 5 km. Tại cơ quan công an, ban đầu Đồng liên tục quanh co không khai báo rõ nhân thân, nơi cư trú để gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Sau 10 giờ kiên trì đấu tranh, nghi phạm này mới thừa nhận danh tính thật là Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1983, trú xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa truy nã toàn quốc từ năm 2008 về tội giết người. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn về tiền bạc với bạn gái, Đồng đã dùng dao chém nạn nhân. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.